Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu giới thiệu cho mọi người một cái dự án rất là đẹp tại Hồ Tràm, Bình Châu. Đó là dự án Tropicana của dự án Nova World Hồ Tràm. Thì hiện tại thì ở đây là những cái dãy shop house đang gọi là đưa vào hoàn thiện và kinh doanh buôn bán. Và ngoài ra thì có rất là nhiều cái tiện ích giống như là công viên nước nè, bến du thuyền nè, đang gọi là mở cửa để đưa đón du khách vào tham quan. Thì sau đây Phước Sửu sẽ cùng với mọi người khám phá một cái dự án cực kỳ đẹp và có rất là nhiều tiện ích, và là một cái điểm đến đầu tư của tất cả các giới đầu tư siêu giàu về cái hướng biển Hồ Tràm, Bình Châu. Xin mời mọi người cùng với Phước Sửu tham quan chi tiết và bay lay cam để cảm nhận những cái tiến độ cực kỳ nhanh chóng của dự án này nhé. Xin cảm ơn. Được đánh giá là một trong những địa phương giàu tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng, Bà Rịa Vũng Tàu đang đón nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ. Trong đó, khu vực Hồ Tràm sở hữu 30 km đường ven biển đang là tâm điểm sân chơi của các dự án du lịch nghỉ dưỡng tỷ đô với quy mô khủng. Không phải đến hiện tại, khi bất động sản nghỉ dưỡng đang có dấu hiệu khởi sắc, người ta mới nói về bức tranh mang tên Hồ Tràm, Bình Châu. Kỳ thực, bức tranh ấy đã được phác họa từ rất lâu bởi những sắc màu tương phản từ bàn tay tạo hóa và con người. Trong hội họa, có một thuật ngữ dùng để chỉ phần màu chiếm diện tích nổi trội nhất trong không gian, chi phối toàn bộ hóa sắc của không gian, đó là màu chủ đạo. Màu chủ đạo của bức tranh Hồ Tràm, Bình Châu là sắc xanh của biển, sắc biếc của trời và sắc vàng của nắng hòa lẫn. Chính thiên nhiên đã ban tặng cho nơi này một vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa bình dị, vừa độc đáo, vừa thăng hoa, biến nơi này thành một trong những điểm đến thú vị, một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới theo công nhận của một tạp chí quốc tế. Trong khi đó, hình thái địa lý biển ăn sâu vào đất liền cùng một đường bờ biển dài tạo nên sự đa dạng về sản vật biển, đồng thời hình thành nhiều bãi tắm đẹp với dòng nước hiền hòa, hải lưu dịch chuyển từ Bắc xuống Nam, thiên nhiên ưu đãi, hạ tầng được chú trọng. Không khó để nhìn thấy gam màu thị trường bất động sản Hồ Tràm, Bình Châu là gam màu tươi sáng với sự đổ bộ của rất nhiều ông lớn. Và không thể là không kể đến ông lớn Nova World Hồ Tràm, tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí quy mô tới 1.000 hecta, trải dài theo cung đường ven biển từ Lộc An tới Bình Châu. Đặc biệt được chú ý trong các dự án của Nova World hơn hết, đó chính là Nova World Hồ Tràm Tropicana, phân khu có quy mô lớn nhất của dự án với diện tích 100 hecta, trong đó được chia thành 70 hecta bên đồi và 30 hecta nằm ven biển. Các sản phẩm của phân khu được thiết kế với phong cách miền nhiệt đới. Bố trí của các sản phẩm chính là sự kết hợp của rừng, biển nhằm đảm bảo đem lại một sản phẩm nghỉ dưỡng thứ hai hài hòa cùng thiên nhiên sống xanh. Tổng quan về Nova World Hồ Tràm The Tropicana, đây là loại hình dự án bất động sản nghỉ dưỡng có vị trí ven biển, tổng diện tích hơn 100 hecta với nhiều loại hình sản phẩm khác nhau như là biệt thự, shop house, nhà phố, số lượng lên đến 1.600 sản phẩm. Dự án được khởi công vào năm 2020 và bàn giao vào năm 2023 với giá bán từ 6 tỷ đồng trên một căn. Về tiện ích dịch vụ đẳng cấp, Tropicana Hồ Tràm đã hội tụ hàng loạt các tiện ích dịch vụ đẳng cấp, bố trí ngay nội khu, dễ dàng cho du khách sử dụng, tiếp cận như là công viên nước 60 hecta, tha hồ vui chơi và chạy nhảy, hồ bơi nước mặn 5.000 m², đây là nơi giúp dân cư thỏa mãn đam mê bơi lội cũng như thư giãn nghỉ dưỡng, khu vui chơi dành cho trẻ em, shop house, khu chèo thuyền kayak, khu vông trại kid farm dành cho các bé, tạo thêm nhiều hoạt động kích thích não bộ phát triển, và khu ẩm thực. Về mặt bằng, Nova World Hồ Tràm Tropicana theo như dự kiến sẽ bàn giao các sản phẩm cho khách hàng vào năm 2023. Tropicana, phân kỳ đầu tiên của dự án Nova World Hồ Tràm, được triển khai xây dựng với quy mô hơn 100 hecta, bao gồm có hơn 1.800 sản phẩm, gồm nhà phố, shop house, biệt thự nghỉ dưỡng đơn lập và song lập. Phong cách thiết kế của các sản phẩm theo xu hướng nhiệt đới, gần gũi cùng thiên nhiên, sống xanh và âm hưởng của rừng, biển. Nova World Hồ Tràm Tropicana triển khai xây dựng, bố trí các sản phẩm với cảm hứng thiết kế miền nhiệt đới với không gian thoáng đãng, nền đất phù hợp cho ngành du lịch biển. Sự đa dạng của các loại hình sản phẩm tại dự án bao gồm biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, villa view hồ lagoon, shop house mặt tiền đường ven biển, diện tích các sản phẩm từ 120 m² đến 360 m², nên khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn. Về thiết kế, các sản phẩm của dự án được thiết kế theo quy hoạch sau. Khu 1, biệt thự biển được bố trí với vị trí đẹp, chỉ nằm cách biển vài bước chân và thích hợp với đại đa số du khách. Các sản phẩm tại đây có thiết kế dạng đơn lập với một trệt,
một lầu, diện tích bao gồm 10 x 30, 12 x 20 và 12 x 30 mét. Theo như kế hoạch của chủ đầu tư sẽ được bàn giao vào tháng 3 năm 2022. Phân khu 456 bố trí các sản phẩm là biệt thự đồi Lagoon với vị trí tọa lạc nằm ven kênh đào Lagoon trong lành, xanh mát. Du khách tới nơi đây có thể tham gia các hoạt động như chèo thuyền kaya quanh nhà. Điểm nhấn của loại hình này đó chính là tầm view vườn tối đa. Thiết kế quy hoạch của sản phẩm bao gồm một trệt, một lầu với diện tích 8 x 20, 10 x 20 và 12 x 20 m2. Nếu quý vị muốn biết thêm hơn về dự án cũng như những chi tiết hơn về dự án thì hãy liên hệ với Phước Sửu qua số điện thoại 0909 477 288 để được tư vấn chi tiết hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video gần nhất.